Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, con người ai cũng đều không dễ dàng gì, nhưng mọi sự không dễ dàng đều tới từ chính chúng ta, bởi bản thân chúng ta là ngọn nguồn của mọi sự. Nỗ lực là chính mình, bạn mới trở nên lớn mạnh hơn, sống một cuộc sống tốt hơn, có một cuộc đời tốt hơn. Đối mặt với cuộc sống, đối mặt với đời người, chúng ta cần phải có cho mình tinh thần chịu khổ, chịu nhọc, cần phải lắng động trí tuệ của mình, sống với một tâm thái tích cực. Làm người, một không cười, hai không nói, ba không làm. Làm được điều này, bạn sẽ gặp phiên bản tốt hơn của mình, từ đó ung dung và nhàn nhã đi hết con đường đời. Đầu tiên là một không cười. Không cười chê bất cứ ai. Cuộc sống luôn đem đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ, không ai có thể đoán trước được tương lai. Lúc vinh hiển, lúc thất thế là chuyện không quá xa lạ. Chưa đi đến cuối đời thì vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Do đó đừng bao giờ thấy mình hơn người khác mà xem thường chê bai họ. Đừng bao giờ thấy người khác gặp nạn mà cười cợt mỉa mai. Chúng ta ai cũng sẽ có những điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Ai cũng có cái hay cái dở riêng. Thế nên đừng vội đắc ý trước hoàn cảnh khó khăn của người khác. Bạn chắc chắn sẽ mắc phải sai lầm vào một lúc nào đó, và họ cũng sẽ cười lại bạn mà thôi. Vì vậy hãy tôn trọng giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, để sau này khi ta gặp khó khăn, họ cũng sẽ giang ra giúp đỡ như ta đã từng. Ngoài ra, khi chúng ta chế giễu cười cợt người khác, chúng ta rất dễ quên đi những hành động, lời nói ác ý của mình, nhưng người nghe thì họ nhớ rất kỹ rất lâu, nó có thể trở thành vết hằn in sâu trong lòng họ. Những nỗi đau và sự nhục nhã mà họ phải chịu đựng sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí và đeo bám họ mãi không buông. Như vậy phải chăng chính sự vô tình của chúng ta đã đang gián tiếp như chết họ, để họ đến hố sâu vực thẳm. Làm người cần phải hiểu, cuộc sống là bình thường, chúng ta đều giống nhau, không ai cao quý hơn ai. Vì vậy không ai được phép xem thường ai, không ai được phép chê cười ai. Làm người không nhất thiết phải có sự đồng cảm, nhưng nhất định phải tôn trọng lẫn nhau. Đây là đạo đức làm người tối thiểu. Coi thường người khác, cười chê người khác không hề cho thấy bạn thông minh ra sao, cao quý ra sao, mà chỉ cho thấy bạn là người không có đạo đức. Người khác tôn trọng bạn đó là bởi họ ưu tú. Bạn tôn trọng người khác, bạn mới trở nên ưu tú hơn. Con người sống trên đời tuyệt đối đừng bao giờ chê cười, nói xấu ai, bởi làm vậy thì chỉ khiến cho bạn trở nên hạ đẳng hơn mà thôi. Tiếp theo là hai không nói. Thứ nhất, không nói khổ. Tôi có một anh bạn đồng nghiệp khá thân, cái gì cũng tốt nhưng lại rất hay than vãn. Dù mọi người đi đâu chơi, ăn gì, lúc nào, và dù sau này chúng tôi đã chuyển sang công ty khác, anh ấy vẫn không ngừng than vãn về công việc, đồng nghiệp, cấp trên, cứ như anh ấy đi đến đâu cũng không gặp được người tốt. Ban đầu tôi và một người đồng nghiệp còn an ủi anh ấy, về sau chỉ biết im lặng mà nghe. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, không nói bất kỳ điều gì, vì điều gì cần nói đã nói, chẳng biết nói gì thêm. Về sau mỗi lần tụ tập chúng tôi đều băn khoăn, có nên gọi anh ấy đến hay không? Không gọi thì ấy nấy, mà gọi thì lại phải nghe anh ấy oán trách chẳng vui vẻ gì. Đi làm có bất mãn cũng là chuyện bình thường, nhưng ca tháng quá nhiều, đồng nghiệp và cấp trên sẽ cho rằng năng lực của người này có vấn đề, khả năng giao tiếp và làm việc quá kém. Thật ra ai cũng muốn nghe những điều tích cực, cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, ai còn bận tâm đến rắc rối của người khác. Dù đôi khi bạn bè với nhau, những lúc buồn chán vẫn có nhu cầu tâm sự, nhưng ca tháng quá nhiều thì chẳng ai chịu nổi. Sau khi người ta khuyên bạn một hai lần, thấy bạn chẳng quyết định thay đổi, thì chẳng có ai đủ kiên nhẫn mà nghe tiếp nữa. Nếu cả ngày chỉ mãi phiền lòng và bận tâm tới những chuyện nhỏ nhặt, thì bạn chẳng bao giờ làm được việc lớn. Khổ trước sướng sau, làm người phải biết chịu khổ, dẫu sao thì cuộc đời chờ đợi bạn phía trước còn rất nhiều vất vả gian nan. Bạn không chịu được khổ thì làm sao mong có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù có khó khăn vất vả tới đâu cũng tuyệt đối không được than khổ. Bạn càng than nhiều càng khổ nhiều. Khi cảm thấy cuộc đời khổ sở bế tắc, hãy học cách thêm đường, biến cuộc sống trở nên ngọt ngào hơn. Đây mới là trí tuệ cuộc sống. Thứ hai, không nói mệt. Roman Roland từng nói, chỉ có nắm chắc tâm trạng báo oán trong tay, hóa giải nó thành năng lượng làm việc mới là đảm bảo lớn nhất cho thành công. Than phiền là một chất độc có thể phá hủy ý chí và cắt giảm sự nhiệt tình của bạn. Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, sống khổ thế nào đi nữa, muốn đau khổ qua mau, hãy cố gắng đừng phàn nàn. Bạn phải biết rằng trên đời này không có đồng tiền nào rơi từ trên trời xuống, chỉ có trả giá mới có thu hoạch. Ngay từ bây giờ hãy buông bỏ tất cả những lời báo oán không cần thiết, sống kiên cường, lạc quan, tích cực và nhiệt tình với cuộc sống này hơn. Trên thế gian này không có ai sống mà không mệt cả, trên vai mỗi người đều gánh những trách nhiệm khác nhau. Nếu muốn sống dễ dàng hơn, bạn chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn, có vậy gánh nặng trên vai mới nhẹ nhàng hơn. Khi cảm thấy mệt đừng nói mệt, bởi nói ra sẽ chỉ càng mệt hơn, thay vào đó đi chậm lại và dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Khi bạn âm thầm cắn răng tiến về phía trước, bạn sẽ phát hiện ra mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, cuộc sống cũng dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Và cuối cùng là ba không ầm. Một là có hận tới đâu không làm ầm lên. Trong tình cảm, có một vài người bị người khác làm tổn thương, trong lòng nảy sinh sự thù hận căm ghét, rồi cãi nhau ầm ĩ, thậm chí đòi sống đòi chết. Bạn không cảm thấy làm vậy là rất ngốc ư? Người làm tổn thương bạn, người mà bạn căm hận chính là người không đáng giá nhất trong cuộc sống của bạn. Nếu đã biết rồi, nhận ra rồi, thấu rồi, vậy thì nên xem nhẹ mọi thứ. Cái gì không đáng để bận tâm thì hãy để nó trôi qua. Đừng lựa chọn oán hận, người khổ người mệt sẽ chỉ có bạn mà thôi. Nhớ rằng im lặng mới chính là sự khinh bỉ lớn nhất. Hai là có phiền não từ đâu, không làm ầm lên. Phiền não của con người phần lớn đều là tự mình nghĩ nhiều mà ra, là mình nhìn không thấu, mình không buông được. Nói tóm lại, khi bạn phiền lòng, tốt nhất hãy im lặng để tĩnh tâm lại, chứ đừng cố chấp đi làm lớn chuyện hơn. Phiền não là bởi tâm loạn thì phải tĩnh lại. Còn cãi vã ầm ĩ sẽ chỉ khiến cho tâm phiền hơn. Con người sống trên đời luôn sẽ gặp phải những chuyện không được như ý muốn, luôn sẽ phải phiền lòng, nhưng cũng không nên dùng cách làm ầm ĩ mọi chuyện lên để khiến phiền não nở ra lớn hơn. Ba là có tức giận tới đâu không làm ầm lên. Trước đây có một con lạc đà đi trên sa mạc, ánh mặt trời buổi trưa giống như một quả cầu lửa lớn, khiến cho nó cảm thấy vừa đói vừa khát vừa lo lắng vạn phần. Tức giận trong lòng tích tụ ngày một lớn, không biết nên xả đâu cho hết. Ngay lúc này, một mảnh chai thủy tinh dưới đất vô tình cắt vào chân nó. Con lạc đà đã rất mệt nên liền phát hỏa. Nó nhấc chân hung hăng đá những mảnh vỡ kia đi, nhưng không cẩn thận làm vết thương sâu thêm, máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Con lạc đà giận dữ bước đi khập khiễng, chẳng mấy chốc vết máu đã thu hút những con kền kền đang bay trên bầu trời. Con lạc đà mệt mỏi quay về phía rìa sa mạc. Vừa mệt lại đang chảy máu, nó yếu ớt chạy đến gần một tổ kiến. Những con kiến ăn thịt này bị máu thu hút kéo nhanh về phía lạc đà. Chỉ một lát sau, chú lạc đà tội nghiệp máu tươi đầy mình, nằm trên đất không bao giờ tỉnh lại nữa. Trước khi chết, nó từng hối hận, phải chi đừng tức giận với mảnh thủy tinh nhỏ thì có lẽ đã không mất mạng. Thế nên mới nói khi chúng ta gặp phải những chuyện không vui, điều cần nhất là bình tĩnh, lý trí để đầu óc sáng suốt mà xử lý công việc. Con người lúc tức giận dễ nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhất. Kết quả cuối cùng phần lớn đều là ngồi đó hối hận vì sao khi đó mình lại có thể nói ra những câu như vậy. Vì vậy, một người dù có tức giận tới đâu cũng phải biết khống chế cảm xúc của mình, tuyệt đối đừng cãi vã làm ầm mọi chuyện lên. Cãi lộn ầm ĩ có thể khiến cho bạn xả được bớt cục tức trong lòng, nhưng kết quả cuối cùng lại không bao giờ vui vẻ như bạn muốn. Nháp còn có thể vứt đi viết lại, chứ nước đã đổ đi. Lời đã nói ra, rất khó có thể thu hồi lại, có muốn đi bù đắp chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Con người sống ở đời cứ là chính mình, sống một cuộc sống mình muốn tự tại ung dung, đây mới là điều quan trọng. Cuộc đời còn lại, mong bạn có thể lắng động được bản thân, càng sống càng khôn, càng sống càng thấu, càng sống càng vui vẻ. Mong bạn tích cực lạc quan, sống hết mình mỗi ngày. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều tình huống oái âm. Những điều khó khăn liên tiếp ập đến có thể khiến cho bạn vấp ngã nếu không có sự chuẩn bị vững vàng. Dạy về cách đối nhân xử thế, người xưa có câu, ba bộ, ba tưởng, ba tâm thái, ba trí tuệ có nghĩa là gì? Câu nói này chứa đựng tinh hoa triết học cùng với lời nhắc nhở sâu sắc của cổ nhân. Để hiểu hết ý nghĩa của chúng, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần sau của video nhé. Ba bộ của đời người. Khi còn trẻ thì chạy bộ, đến tuổi trung niên thì là đi bộ, còn khi về già là tản bộ. Ý nghĩa câu nói này đó là khi còn trẻ hãy cố gắng chăm chỉ vận động và chăm chỉ làm việc, đừng vì thiếu kinh nghiệm mà hấp tấp vội vàng. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm tháng thăng trầm của cuộc đời, đến khi 30 tuổi, mỗi người sẽ có đủ năng lực cũng như tài lực để bản thân mình sống chậm lại. Nhưng ý nghĩa hơn, tận hưởng từng giây từng phút, trải nghiệm từng điều tốt đẹp nhất của đời người. Đến khi về già, chúng ta chỉ còn lại những ngày tháng êm đềm, vui vẻ và nhàn tản bên gia đình, con cháu. Ba tưởng của đời người. Lúc còn trẻ chính là mơ tưởng, đến độ tuổi trung niên là cảm tưởng, còn khi về già là hồi tưởng. Khi còn nhỏ chúng ta chưa hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài, nên trong đầu của mỗi đứa trẻ đều là những ước mơ, hoài bão vô cùng dễ thương. Thế nhưng đến khi trưởng thành và bước vào đời, hầu hết mọi người đều phải ăn thiệt thòi nhiều hơn là lợi ích. Vì thế chúng ta phải tự đúc ra cho mình những bài học quý báu, để đến khi già cả, mọi công sức bỏ ra trong quá khứ đã giúp chúng ta có được đủ vật chất cũng như điều kiện để an cư lập nghiệp. Khi đó chúng ta lặng lẽ nhìn con cháu ngày một trưởng thành, trong khi bản thân ngày một già đi. Lúc này chuyện mà người già thường xuyên làm nhất chính là hồi tưởng lại những câu chuyện xưa cũ đã qua. Ba tâm thái của đời người.
Khi còn trẻ chính là tư thái, đến tuổi trung niên là phong thái, khi già là bệnh thái. Trong đó tư thái chính là dáng vẻ và thái độ. Khi chúng ta còn trẻ, dù là ứng viên hay là nhà tuyển dụng, thì chúng ta cũng thường đánh giá đối phương thông qua dáng vẻ, thái độ cùng với năng lực của họ. Tuy nhiên, chỉ tầm 10 năm sau, khi mỗi người đã trưởng thành hơn, mang trong mình phong thái chững chạc và điềm tĩnh. Điều bạn thu hút mọi người chính là khí chất chứ không phải ngoại hình. Đến khi về già, sức khỏe của con người sẽ được đánh giá do độ siêng năng trong quá khứ. Cụ thể, người nếu biết chăm chỉ tập thể dục thì ít bệnh và sống lâu, kẻ lười vận động sẽ dễ ốm yếu, đau bệnh. 3. Trí tuệ của đời người. Khi còn trẻ là cơ trí, khi tuổi trung niên là tâm trí và khi về già lại là minh trí. Khi còn trẻ còn nhanh nhẹn hoạt bát, mỗi khi gặp chuyện sẽ ngay lập tức nghĩ ra cách để đối đáp. Đến tuổi trung niên thì trầm lắng hơn, mỗi khi gặp chuyện gì đó thường sẽ tâm nghĩ trước sau đó mới làm. Đến khi về già, mỗi người giống như kiểu đã nhìn thấu hồng trần, mọi chuyện vui buồn đều đã trải qua, vì thế sẽ có cái nhìn sáng suốt nhưng sâu lắng hơn, mọi chuyện vì thế cũng xử lý điềm đạm nhưng dứt khoát. Hãy nhớ rằng, sống là không lãng phí thời gian. Người ta cho rằng sau cơn mưa thường sẽ có hai loại người, thứ nhất là kiểu người ngẩng mặt nhìn trời liền thấy cầu vồng và rất nhiều hy vọng. Kiểu thứ hai là cúi mặt nhìn đất, họ chỉ thấy trước mặt mình toàn bùn đất bẩn thỉu và nhiều nỗi tuyệt vọng vây quanh. Nhiều khi làm việc chúng ta cần phải lựa chọn đúng hướng và đúng chỗ, tuyệt đối tránh làm ra những việc vô nghĩa vô vọng như chờ thuyền ở sân bay hoặc đợi máy bay ở bến cảng. Trong cuộc đời của bạn, nhiều khi sự thất vọng không phải là do người khác tạo ra, đó đến từ những kỳ vọng sai lầm mà bạn tự tạo nên. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng sống quá dông dài. Người thông minh sẽ biết quý trọng từng giây từng phút. Thời điểm hiện tại dù đã đi được bao xa đi chăng nữa, điều quan trọng nhất là bạn phải biết trân quý từng giây từng phút của cuộc đời. Hãy sống như thể chỉ còn ngày mai được sống, sống thật ý nghĩa, thật thoải mái. Tất nhiên cuộc sống sẽ không thể hoàn hảo, không phải việc gì cũng đúng như bạn mong muốn, cũng không toàn màu hồng như chúng ta vẫn thường mơ tưởng lúc còn thơ bé. Thế nhưng cuộc sống này cũng sẽ không quá đen tối và xấu xa như khi mỗi người chúng ta mới bước chân vào đường đời. Có thể nói, niềm vui lớn nhất của đời người không phải là chuyện bạn có bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc, điều đó phụ thuộc vào những thứ mà bản thân bạn theo đuổi trên hành trình đó. Vì thế, sống trên đời đừng lãng phí thời gian, hãy dừng lại những hành động không cần thiết, những hành động việc làm vô bổ. Thay vào đó, hãy theo đuổi những điều ý nghĩa, những điều mà bản thân cho là đáng giá. Người trưởng thành sẽ biết được vị trí của mình nằm ở đâu. Điều đáng buồn nhất trong cuộc đời này đó là dù tâm mang hoài bão to lớn, nhưng thân thể lại lãng phí thời gian không ngừng hết lần này đến lần khác. Nhiều người cảm thấy bản thân mình không đủ thông minh, thế nhưng làm việc gì cũng thích trì hoãn. Có người cảm thấy bản thân mình thành tích không tốt, nhưng lại không biết tận dụng thời gian rảnh để học hỏi kiến thức, trau dồi kinh nghiệm. Có người không hài lòng với bản thân, nhưng ngày nào cũng an ủi bản thân rằng chỉ chơi một ngày nữa thôi, ngày mai sẽ nỗ lực, nhưng chẳng biết ngày mai đó là ngày nào. Nếu đã hiểu được rằng đường dài còn rất xa, vậy thì tại sao không tích cực mà xuất phát sớm? Cứ chần chừ cho đến khi ánh mặt trời chiếu đến đầu giường thì mới thức dậy thì thành công còn lâu mới chịu tìm đến bạn. Cũng vì thế, bạn mãi mãi là một người vô danh trong cuộc đời này mà thôi. Sống trên đời này, thường thì chuyện khiến người ta buồn lòng nhất không phải là sự thất vọng nhất thời, mà là do những kỳ vọng lâu dài tạo nên. Kỳ vọng càng nhiều nhưng làm không được bao nhiêu, dần dần cứ thế mà buông trôi hết thảy. Cũng giống như con chim đang bay tự do trên bầu trời, bỗng nhiên bị người ta bắn trúng và rơi xuống đất. Mỗi người sống trên đời đều có một trái tim nhạy cảm và tinh tế. Nhiều khi chúng ta có thể vui mừng cả ngày nhưng có khi lại buồn bã cả một đêm. Hồi ức càng nhiều, tiếng thở dài cũng sẽ càng chồng chất. Nếu như muốn trốn tránh quá nhiều điều, thì những thứ phải đối mặt càng nhiều. Một khi đã trải qua nhiều điều như thế, trái tim ngây thơ và thuần khiết ban đầu đã bị chọn lọc dần dần. Trái tim khi đó đã bớt đi sự ngây ngô, ngày càng trở nên phức tạp, trở nên dễ dàng nghi kỵ và cũng khó tin người hơn. Dù là ai đi chăng nữa, trong cuộc sống nhất định phải ghi nhớ một điều quan trọng, đó là phải hiểu được vị trí của mình nằm ở đâu. Cũng giống như việc người khác phải biết được khuôn mặt của mình ra sao. Đây cũng chính là một ví dụ điển hình về loại ý thức tự giác tỉnh táo nhất của mỗi người. Mặc một đẹp sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc trang điểm, hóa trang cho xinh đẹp và lộng lẫy. Hiện tại, dù bạn có vài thứ hơn người thì cũng không nên quá tự mãn. Dù làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, một khi đã làm thì phải cố gắng làm hết sức mình. Đó mới là cách làm người chân chính trong cuộc đời này. Bản lĩnh của một người sẽ được thể hiện khi người đó rơi xuống hố sâu và vực thẳm. Nhân phẩm của một người sẽ được thể hiện thông qua cách mà người đó hành động. Sự chu đáo của một người sẽ được thể hiện khi người đó buồn tuổi. Độ trưởng thành của một người sẽ được phản ánh thông qua những lựa chọn.
Chỉ khi nguyện ý làm những điều mình thích, nghĩ được, làm được thì mới được gọi là người trưởng thành. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây là đã hết rồi. Quý vị cũng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.